sau khi oanh tạc màn ảnh nhỏ Hoa ngữ bằng một loạt các phim phá mọi kỷ lục phát sóng từ đầu năm đến giờ như Phồn Hoa, Thừa Hoan Ký, Giữ Phượng Hành, Khánh Dư Niên 2 và gần đây là Câu Chuyện Hoa Hồng. Thì sắp tới đây, nền tảng phát sóng phim lớn nhất Trung Quốc là Tencent Video lại tiếp tục tung ra lịch phát sóng của một loạt tác phẩm đình đám trong dịp hè này. Trong video này hãy cùng Cbiz Film điểm qua danh sách những bộ phim này nhé! Thế giới võ hiệp Kim Dung phát sóng từ ngày 17 tháng 6 trên Tencent Video. Bộ phim Thế giới võ hiệp Kim Dung có tổng cộng 60 tập, bao gồm 5 phần riêng biệt lần lượt là Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Hoa Sơn Luận Kiếm, Cửu Âm Chân Kinh và Thiết Huyết Đan Tâm. Mỗi một phần truyện sẽ do các diễn viên chính khác nhau dẫn dắt câu chuyện, quy tụ những gương mặt đáng chú ý trong giới. Mỗi phần phim do một đạo diễn và biên kịch bắt tay thực hiện hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một thế giới võ hiệp Kim Dung vừa độc đáo, mới lạ vừa quen thuộc, đầy cảm xúc bồi hồi đối với người xem thuộc thế hệ 80 và 90. Thế giới võ hiệp Kim Dung có sự tham gia của dàn diễn viên đông đảo và chất lượng như Chu Nhất Vi, Cao Vĩ Quang, Trần Đô Linh, Hà Nhuận Đông, Cáp Ni Khắc Tư, Minh Đạo, Mạnh Tử Nghĩa, Hà Dữ, Thử Sa, Bao Thượng Ân, Vương Hoàng Nghị, Hoàng Nghệ. Hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những phân cảnh hành động võ thuật mãn nhãn, cũng như không khí đậm chất kiếm hiệp trong các tác phẩm của Kim Dung. Băng Tuyết Giao, tên cũ như Nguyệt. Băng Tuyết Giao là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thời dân quốc, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của tác giả Nila, phim kể về chuyện tình của anh chàng Ma Cà Rồng ngàn năm. Đang ẩn dưới lớp vỏ bọc là một nhà báo tên Thẩm Chi Hằng, do Cao Vĩ Quang thủ vai, và nàng thiên kim tiểu thư bị mù tên Mễ Lan, do Âu Dương Nana thủ vai. Trăm năm về trước, thiên hạ bỗng xảy ra hiện tượng dị thường, nhiều người đột ngột bị biến thành Ma Cà Rồng chỉ sau một đêm. Nhiều người trong Thẩm gia cũng không may trở thành Ma Cà Rồng, sau khi bị em trai cắn phải, nam chính Thẩm Chi Hằng rơi vào tình trạng chết giả. Đến khi sống lại, hắn cũng đã trở thành một tên Ma Cà Rồng bất lão bất tử, ưa chuộng màu đỏ nhưng lại rất sợ lửa, sợ ánh sáng mặt trời, ngoại hình bên ngoài chỉ tầm khoảng 28 tuổi. Sau hàng trăm năm tồn tại trên thế gian, Thẩm Chi Hằng được biết đến là một trong những nhà tư bản lớn nổi tiếng ở vùng đất Thiên Tân, cũng là ông trùm báo chí ở đây. Tuy nhiên, vì đắc tội với người Nhật mà bị ám sát. May mắn thay lúc này, anh gặp được Mễ La và được cô cứu giúp. Về sau, Thẩm Chi Hằng tìm đến ân nhân để trả ơn, từ đó mà biết được hoàn cảnh khốn khó của Mễ Lan. Câu chuyện tình cảm giữa nàng tiểu thư mù và anh chàng Ma Cà Rồng chắc chắn sẽ khiến người xem tò mò và trông chờ. Nhất là khả năng hạnh phúc bên nhau vô cùng mỏng manh do tính chất thời đại và ranh giới người với Ma Cà Rồng cũng khó có thể phá bỏ. Liễu Chu Ký. Liễu Chu Ký là một trong những dự án phim cổ trang được nhiều khán giả quan tâm ngay từ khi mới khởi động. Nguyên tác của Liễu Chu Ký được đánh giá là hấp dẫn, vì thế bộ phim cũng thu hút nhiều người ngóng đợi ngay từ ban đầu. Liễu Chu Ký là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Tác phẩm nguyên tác được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc, có nội dung xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường do Vương Sở Nhiên thủ vai. Con gái của một gia đình quan lại đang lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành cho một thương nhân tên là Thôi Cửu. Nhưng giữa đường rước dâu sự cố lại xảy đến khi Liễu Miên Đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành áp trại phu nhân của một tên phản tặc. Thế nhưng, đây chỉ là một vở kịch, thân phận thật sự của Liễu Miên Đường chính là đại đương gia của bang thổ phỉ này. Từng nhiều lần đối đầu bất phân thắng bại với Hoài Dương Vương Thôi Hành Chu do Trương Vãn Ý thủ vai. Nhưng sau một biến cố nọ, Liễu Miên Đường bị trọng thương nặng tới mức hôn mê mấy tháng liền. Đến khi tỉnh dậy thì không còn nhớ rõ được những gì xảy ra sau khi gả chồng, nên đã lầm tưởng Hoài Dương Vương là người chồng tên Thôi Cửu mà mình đã gả trước đó. Hoài Dương Vương dù biết rõ mọi chuyện, nhưng y vẫn quyết định giả làm thương nhân Thôi Cửu, lợi dụng Liễu Miên Đường để làm mồi nhử cho mục đích của mình. Thời gian dần trôi qua, Thôi Hành Chu dần đem lòng yêu người vợ hờ Liễu Miên Đường, nhưng lúc này, Liễu Miên Đường cũng vô tình biết được người chồng hiện tại của mình không phải là Thôi Cửu thật sự, khiến cho Hoài Dương Dương phải đau đầu nghĩ cách truy thê vất vả. Cũng kể từ đây, những bí mật động trời đang ẩn giấu phía sau sơn trại thổ phỉ kia cũng dần được hé lộ. Trường Tương Tư 2. Kể từ sau màn ra mắt đầy bùng nổ của Trường Tương Tư phần 1, dân tình đều mong mỏi phần 2 của phim sẽ sớm ngày trình làng. Từng xuất hiện nhiều đồn đoán về lịch chiếu của phim, nhưng mãi đến mùa hè này thì Trường Tương Tư 2 mới chính thức lên sóng. Khép lại phần 1 của Trường Tương Tư, bối cảnh phim dừng lại ở thời điểm Thương Huyền, Trương Vãn Ý cuối cùng đã lên ngôi vua. Tiểu Yêu, Dương Tử và Đồ Sơn Cảnh, Đặng Vi đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, thậm chí là có những lần cận kề sinh tử, nhưng cuối cùng lại không vượt qua được số phận phải chia cách. Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh chia tay, Tiểu Yêu nhận lời cầu hôn của Xích Thủy Phong Long.
Trong một số cảnh đã nhá hàng trước đó của Trường Tương Tư, có thể thấy Tiểu Yêu đã thực sự mặc đồ cưới đứng cạnh Phong Long chuẩn bị làm lễ. Nhưng Tương Liễu trong thân phận giả Phòng Phong Bội đã xuất hiện, buộc Tiểu Yêu phải đi với mình. Với vẻ ngạo mạn và bất cần, Tương Liễu nắm tay Tiểu Yêu rời khỏi đám cưới, mặc kệ vẻ mặt sững sờ của bao khách mời và chú rể Xích Thủy Phong Long. Theo những điều được tiết lộ từ nữ chính Dương Tử, Trường Tương Tư phần 2 vẫn sẽ bám sát nguyên tác của tác giả Đồng Hoa. Đây là một trong những yếu tố thành công của phần 1, bởi bám sát nguyên tác giúp nội dung phim chặt chẽ, tránh được tình trạng thiếu logic như một số phim khác. Dương Tử cũng không ngần ngại khẳng định cốt truyện của phần 2 sẽ thú vị và hấp dẫn hơn phần 1 nhiều. Cô không nhớ mình đã mất bao lâu để thoát khỏi những cảm xúc của nhân vật và chính bản thân cô cũng rất mong chờ phần 2 lên sóng. Trường Tương Tư phần 2 sẽ mang đến những cảm xúc mãnh liệt hơn cả phần 1 bởi giai đoạn giới thiệu nhân vật cũng như cài cắm các chi tiết quan trọng đã xong. Câu chuyện sang phần 2 sẽ được đẩy cao trào, có nhiều nút thắt quan trọng, có nhiều giai đoạn thăng trầm hơn. Đặc biệt, phần 2 cũng là phần tiết lộ kết cục của các nhân vật, vì thế còn bi thương đau lòng hơn cả phần 1. Phim dự kiến lên sóng vào tháng 7 năm nay. Em đẹp hơn cả ánh sao. Em đẹp hơn cả ánh sao chuyển thể từ tiểu thuyết Giữa chốn phồn hoa gặp được người của Cửu Nguyệt Hy. Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu và hành trình trưởng thành của nữ nhân tài ngành khoa học kỹ thuật Kỳ Tinh do Đàm Tùng Vận thủ vai và vị giám đốc trẻ Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai. Nữ chính Kỳ Tinh là một nhân tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ cho một công ty khoa học kỹ thuật lớn, cô bất ngờ từ chức và tự xông pha ra ngoài khởi nghiệp. Nhờ trí óc sáng tạo, Kỳ Tinh thành công thu hút được sự đầu tư của nhà đầu tư Phúc Hắc tên Hàn Đình, anh là chủ tịch của một công ty y tế lớn có tiếng trong ngành. Trong quá trình tiếp xúc và làm việc chung lâu dài, cả hai cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Hàn Đình đã luôn ở cạnh Kỳ Tinh, giúp cô vượt qua thời khắc tuyệt vọng khi đánh mất đi công việc, những cơ hội và cả mối tình 7 năm của cô. Đấu La Đại Lục 2. Đấu La Đại Lục được chuyển thể từ bộ truyện có nội dung huyền huyễn, dị giới do Đường Gia Tam Thiếu sáng tác. Bối cảnh diễn ra ở một thế giới song song gọi là Đại Lục Đấu La. Con người tại đây có khả năng thức tỉnh siêu năng lực gọi là hồn lực. Nhân vật chính Đường Tam là một cậu bé mồ côi mẹ từ bé, sống cùng phụ thân say xỉn. Năm 6 tuổi, Đường Tam thức tỉnh hồn lực. Từ đó, cậu rời xa phụ thân để theo đuổi con đường trở thành một cường giả. Khi đi học, Đường Tam gặp gỡ Tiểu Vũ và nhận cô bé làm muội muội. Sau đó, họ gặp gỡ các đồng bạn khác, Đới Mộc Thanh, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh. Nhóm bạn này được mệnh danh là Sử Lai Khắc Thất Quái. Bộ phim Đấu La Đại Lục theo chân Đường Tam đi tìm hiểu về gia thế của mình, lý do đằng sau cái chết của mẹ, phụ giúp phụ thân trả thù Bỉ Bỉ Đông và trở nên ngày càng mạnh mẽ sau mỗi biến cố. Trong phần 1 của Đấu La Đại Lục, Tiêu Chiến đảm nhận vai chính Đường Tam, còn Ngô Tuyên Nghi đảm nhận vai Tiểu Vũ. Phim thu về khoảng 5 tỷ lượt xem, đây là con số khá tốt của một bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, ở phần 1, phim gây nhiều tranh cãi trong cách tạo hình, kỹ xảo và bối cảnh. Ở phần 2, nhiều khán giả tinh ý nhận ra thông qua các bộ ảnh, clip hậu trường, ekip đã thay máu dàn diễn viên. Hai vai chính Đường Tam và Tiểu Vũ trong phần 2 của Đấu La Đại Lục lần lượt do Châu Dực Nhiên và Trương Dư Hy đảm nhận. Việc thay đổi dàn sao đã mang lại sự tươi mới cho bộ phim. Ngoài ra, ekip cũng rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh nội dung tốt hơn ở phần 2. Lưu Thủy Điều Điều. Lưu Thủy Điều Điều được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiêu Lâu, thuộc thể loại điền văn gia đấu. Trong phim, Nhậm Gia Luân vào vai nam chính Vệ Chiêu Tiêu Vô Hà, còn Lý Lan Địch đảm nhận nhân vật Giang Tử. Bên cạnh đó, phim còn sự góp mặt của Từ Chính Khê vai Bùi Diễm. Nữ chính Giang Tử xuống núi ngao du giang hồ, nhưng lại vô tình rơi vào vòng xoáy đấu tranh của tả tướng Bùi Diễm và thành chủ của Nguyệt Lạc Thành, Vệ Chiêu. Để tránh chiến tranh xảy ra, Bùi Diễm muốn đem Nguyệt Lạc chia đều cho nước khác. Vệ Chiêu vì bảo vệ Nguyệt Lạc, cho nên đấu trí đấu dũng với Bùi Diễm. Cuối cùng, hai người vì sự an cư lạc nghiệp của bá tánh mà giải trừ mâu thuẫn, cùng nhau chống đỡ kẻ địch bên ngoài, một đường chiến thắng. Giang Tử thấy được sự phấn đấu hy sinh của Vệ Chiêu khi bảo vệ Nguyệt Lạc, cho nên đã rung động. Bùi Diễm thấy thế, chỉ đành buông bỏ tình cảm đơn phương đối với Giang Tử. Trong lúc mọi người tưởng rằng đã yên ổn, hoàng đế cảm nhận được ngai vàng của mình khó giữ, nên lập kế hãm hại Bùi Diễm và Vệ Chiêu. Vệ Chiêu trước tiên phát hiện ra âm mưu của hoàng đế, vì bảo vệ Bùi Diễm, hắn đã dùng thân mình để ôm hoàng đế lao vào lửa lớn. Còn lại Bùi Diễm và Giang Tử, vì hoàn thành tâm nguyện bảo vệ Nguyệt Lạc của Vệ Chiêu, cho nên đã thành lập tổ chức liều chết đấu tranh. Tình Yêu Có Pháo Hoa. Tình Yêu Có Pháo Hoa khắc họa cuộc sống và công việc của những con người trẻ tuổi dưới những áp lực của cuộc sống và công việc.
Nữ chính Tiền Phỉ, do Vương Sở Nhiên thủ vai, là một nhân viên ngân hàng đầu tư xuất sắc. Cô đang đắm chìm trong kế hoạch cuộc sống hạnh phúc nhưng nào ngờ vị hôn phu của cô lại chia tay. Từ đây, cô bắt đầu vạch ra con đường mới cho mình. Trong khi đó, nam chính Lý Diệc Phi, do Đàn Kiện Thứ thủ vai, vốn là thiếu gia của một gia đình giàu có nhưng lại một lòng muốn tự tay tạo nên sự nghiệp riêng. Nhưng người bạn gái của anh lại không thể sống những ngày tháng khởi nghiệp với hai bàn tay trắng nên đã quyết định rời bỏ anh. Khiến cho Lý Diệc Phi trở nên nhạy cảm và có phần xem nhẹ chuyện tình cảm. Duyên số sắp đặt để Lý Diệc Phi và Tiền Phỉ gặp gỡ nhau, Lý Diệc Phi tình cờ thuê được một căn phòng của Tiền Phỉ, mối duyên oan gia ngõ hẹp cũng nảy sinh. Khởi đầu bằng mối quan hệ chủ nhà và khách thuê nhà, hai người hợp tác trong công việc, liên tục xảy ra xung đột tranh cãi. Sau hàng tá những hiểu lầm, hai người mới dần nhận ra những ưu điểm của nhau, dần yêu nhau sâu đậm và cùng kề vai đối mặt với tương lai. Trên đây là một số tựa phim sẽ được lên sóng của nền tảng Tencent trong thời gian tới. Đây đều là những được đầu tư chỉnh chu với kịch bản hấp dẫn, hứa hẹn đem đến cho khán giả những trải nghiệm xem phim thú vị. Trong danh sách này có bộ phim nào mà bạn đang mong chờ hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!